Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đối với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của tuần này, chúng ta vẫn tiếp tục với hai nội dung, đó là đá cầu và chạy bền. Thì đá cầu, chúng ta sẽ tiếp tục ôn lại kỹ thuật tấn cầu bằng đùi, tấn cầu bằng má trong bàn chân và tấn cầu bằng mu bàn chân. Chúng ta sẽ học kỹ thuật phát cầu tháp chân bằng mu chính diện, phát cầu tháp chân nghiêng mình. Về chạy bền thì chúng ta sẽ ôn lại toàn bộ về khái niệm chạy bền và các giai đoạn của chạy bền. Đối với nội dung đầu tiên là đá cầu, chúng ta sẽ ôn lại tấn cầu bằng đùi. Về chuẩn bị, đứng hai chân đồng bằng vai, tay cùng bên với chân thận cầm cầu ở trước bụng và ngang thắt lưng. Về động tác, tung cầu lên cao, mắt nhìn theo cầu để dự đoán hướng cầu rơi. Di chuyển về phía cầu rơi, nâng gối chân thuận sao cho bàn chân song song với mặt đất. Cẳng chân vuông góc với bắp đùi vuông góc với thân người. Dùng đùi để tâng cầu lên cao. Tiếp theo, di chuyển theo hướng cầu rơi để tâng cầu lên. Tâng cầu bằng má trong bàn chân. Về chuẩn bị, đứng hai chân rộng bằng vai, tay cùng bên với chân thận cầm cầu ở trước bụng và ngang thắt lưng. Về động tác, tung cầu lên cao, mắt nhìn theo cầu để dự đoán hướng rơi của cầu. Di chuyển về hướng cầu rơi, thực hiện mở gối bên chân thận và nâng má trong bàn chân lên, dùng má trong bàn chân để tâng cầu lên cao. Tiếp theo, di chuyển theo hướng cầu rơi để tâng cầu lên. Tâng cầu bằng mu bàn chân. Về chuẩn bị, đứng hai chân rộng bằng vai, tay cùng bên với chân thận cầm cầu ở trước bụng và ngang thắt lưng. Về động tác, tung cầu lên cao, mắt nhìn theo cầu để dự đoán hướng rơi của cầu. Di chuyển về phía cầu rơi, nâng gối chân thận sao cho bàn chân song song mặt đất. Cẳng chân vuông góc bắp đùi vuông góc với thân người. Dùng mu bàn chân để tâng cầu lên cao. Tiếp theo, di chuyển theo hướng cầu rơi để tâng cầu lên. Và vừa rồi chúng ta đã ôn lại kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân và tâng cầu bằng mu bàn chân. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang học kỹ thuật phát cầu tháp chân bằng mu chính diện, phát cầu tháp chân nghiêng mình. Các em sẽ quan sát thực hiện kỹ thuật phát cầu tháp chân bằng mu chính diện. Bây giờ thầy sẽ phân tích kỹ thuật phát cầu tháp chân bằng mu chính diện cho các em. Về tư thế chuẩn bị, đứng chân thuận đặt phía sau, chân trụ đặt phía trước, tay bên chân thuận cầm cầu, để cầu ngang thắt lưng và cách người 30-35cm, mắt nhìn theo hướng phát cầu. Thực hiện, tung cầu lên cao ngang ngực, cách cơ thể 40-45cm. Chân trước làm trụ, chân sau đá lăn từ sau ra trước, từ dưới lên trên. Mũi bàn chân duỗi thẳng, tiếp xúc với cầu bằng mu bàn chân. Thân người hơi lao về trước. Khi cầu rời chân, thì chân đá cầu bước về trước một bước và chuẩn bị cho động tác tiếp theo. Chuyển sang kỹ thuật thứ hai, đó là kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình, các em quan sát. Và sau đây, thầy sẽ phân tích lại kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình cho các em. Về tư thế chuẩn bị, đứng chân thuận đặt phía sau, chân trụ đặt ở phía trước, vai hướng lưới. Bàn chân trụ hợp với biên ngang một góc khoảng 35-45 độ. Thân trên xoay sang phải tới mức trục vai gần như vuông góc với biên ngang. Thực hiện, tay cầm cầu tung cầu chết ra trước và sang phải về phía chân đá cầu,
sao cho điểm rơi của cầu cách mu bàn chân khoảng 60 đến 80 cm. Khi cầu rơi xuống, thân trên hơi xoay sang bên, chân đá quét ngang theo đường vòng cung từ sau ra trước bằng cách dùng mu bàn chân tiếp xúc với cầu khi cầu cách mặt sân khoảng 20 đến 30 cm. Và vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung đá cầu. Bây giờ chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo. Đến với nội dung tiếp theo, đó là chạy bền. Thì các em sẽ ôn lại khái niệm của chạy bền và các giai đoạn của chạy bền. Thì đầu tiên là khái niệm chạy bền. Chạy bền là những cuộc chạy bộ ở những cự ly dài. Những cự ly phổ biến của chạy bền hiện nay bao gồm 800m, 1000m, 1500m và 5000m. Các em cần có sức bền, sự dẻo dai và nhanh nhẹn để việc chạy bền đạt kết quả tốt nhất trong khả năng của mình. Chạy bền là một trong những môn thi của Olympic. Về kỹ thuật chạy bền bao gồm 4 giai đoạn: giai đoạn khởi động, giai đoạn xuất phát, giai đoạn tăng tốc và giai đoạn về đích. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khởi động. Việc khởi động trước khi chạy là điều hết sức cần thiết và quan trọng. Nó giúp các em tránh bị căng cơ. Các em có thể khởi động bằng các bài tập như là nâng cao đùi, ép cơ gối, khởi động các khớp tay và chân, v.v. Sau khi khởi động, các em hãy thả lỏng chân tay và hít thở thoải mái, điều hòa nhịp thở. Việc khởi động kỹ sẽ giúp các em dễ dàng thích nghi hơn và cũng là cách để chạy bền tốt hơn. Đến với giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn xuất phát. Bước 1. Vào vạch xuất phát. Ngồi xổm để chân trước chân sau. Bạn nào thuận chân nào thì để chân đó lên trước. Bước 2. Khi có hiệu lệnh sẵn sàng, các em nhổm người, hai tay chống về trước, người vươn về trước để sẵn sàng chạy. Bước 3. Khi hiệu lệnh dứt, các em bắt đầu chạy. Để đài chạy tốt hơn, các em không nên ngẩng người quá cao và chạy bứt tốc về phía trước. Xuất phát có vai trò quan trọng để các em điều chỉnh được sức trong các vòng chạy của mình. Nếu các em xuất phát đúng kỹ thuật thì các em sẽ không mất quá nhiều thời gian để cơ thể bắt kịp nhịp chạy. Nếu các em xuất phát bị lỗi sẽ làm phần đà của các em bị hạn chế. Chuyển sang giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn tăng tốc. Trong quá trình chạy bền của mình, các em cần phải điều hòa nhịp thở nhịp nhàng. Hít vào thật sâu và thở ra hết để cung cấp tốt một lượng khí oxy cho cơ thể. Đồng thời, tay các em không nên vung quá mạnh để tránh làm mất sức. Vì là chạy bền, để tránh cơ thể mất sức quá nhanh, các em không nên chạy quá nhanh, nhưng cũng đừng chạy quá chậm để làm thời gian chạy mất nhiều hơn. Vì chạy bền có nhiều vòng chạy, nên các em cần chia thời gian sao cho hợp lý để tránh mất sức quá nhiều ở những vòng đầu và cho đến những vòng sau các em sẽ không còn sức để tăng tốc. Khi đã xác định tăng tốc, các em cần tăng tốc sớm để về đích. Khi bứt tốc, các em chỉ cần điều hòa nhịp chạy và hơi thở để tránh mất sức quá nhiều là các em có thể chạy tốt. Tập hít thở sâu bằng mũi và thở ra chậm bằng miệng. Việc kết hợp tốt nhịp thở với nhịp chạy của các em sẽ giúp việc chạy bền của các em hiệu quả hơn. Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn về đích. Khi về đích, các em cần chạy tăng tốc hết sức để nhanh cán đích. Nếu càng gần những vòng cuối, các em tăng tốc và giữ được nhịp chạy của mình sẽ giúp các em nhanh cán đích và đạt thành tích tốt trong lượt chạy của mình. Khi đã cán đích, các em nên thả lỏng cơ thể bằng các bài tập thả lỏng, không được phép ngồi xuống hay nằm để tránh bị nhồi máu cơ tim khi đã mất quá nhiều sức và mệt. Thì vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu xong hai nội dung của buổi học ngày hôm nay. Sau đây, chúng ta sẽ đến với phần dặn dò. Thì ở nhà, các em sẽ xem lại phần phân tích thực hiện hai kỹ thuật phát cầu và tự luyện tập ở nhà. Và các em có thể tập luyện thêm các bài tập phát triển sức bền mà ở các tiết trước các em đã được học để nâng cao sức khỏe. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc.
Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.